Merci beaucoup. Merci beaucoup. À, khó hiểu anh. Khó hiểu. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng con theo dõi. Bà Hải cũng chịu luôn. Dạ, Hải chịu luôn. Bị ép á, bị ép á. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Xin chào hai em. À, nhìn giống người nước ngoài quá hả? Chắc chắn không phải là người Việt Nam. Bonjour monsieur, bonjour madame. Oh, ủa là anh ấy người Pháp hả hay sao? Dạ, anh sinh ra tại Pháp đó cô ạ. À. Oh, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame. Madame. Enchanté. Monsieur, monsieur. Monsieur, monsieur, madame. Bonjour monsieur là chào ông, rồi bonjour madame là chào chị. À. Đúng không? Chào chị. À. Ừ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Khó hiểu anh. Khó hiểu. Khó hiểu đúng không? Ủa, nhìn em nói được tiếng Việt đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ chào em. Chào vợ em. Bây giờ thì chắc lẽ là mời hai em tự giới thiệu về mình nha. Con chào chú Thường. Chào cô bạn. Chào Khang Giá. Có mặt ở đây. Con tên là Đình Hải Phan. Con 34 tuổi. Đình Hải Phan, tức là Phan Đình Hải đó, đúng không? Ừ. Công việc của Đình Hải là gì? Phụ vợ bán hàng online. À, em có talk trực tiếp với khán giả không hay là em chỉ ghi bill thôi? Dạ, ghi bill là đóng hàng, là chăm chốt đơn thôi đúng không? Chứ không thì làm sao mà người tôi hiểu? Dạ. À, giờ mời em. Con là Đỗ Thị Mỹ Ngọc, thì năm nay con 33 tuổi rồi. Công việc hiện tại của con thì cũng là kinh doanh online hàng Pháp á. Với lại là con có một kênh YouTube về làm đẹp, thời trang và gia đình cuộc sống. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau vậy? Con với ảnh thì gặp nhau trên Facebook luôn. Nhưng mà cách đây bao lâu rồi? Dạ lâu lắm rồi, năm 2012 thì chú. Vậy là 10 năm rồi. Cái thời kỳ đó thì kiểu như con cũng bán online, mà con về thời trang, con hay thiết kế, con may đồ, con bán á. Thì con chụp mẫu luôn, thì ảnh không biết là sao ảnh thấy con, thì ảnh vô ảnh kết bạn, ảnh làm quen. Không nhớ kết bạn chưa? Con hay vợ con chưa? Không nhớ. Ô, bây giờ cuối cùng ai là người kết bạn trước đây? Anh kết bạn trước em mà. Cứ như vậy đi. Ủa nhưng mà nè, tại sao lại kết bạn với cổ? Dạ, tại lúc đó, tại năm sau đi Việt Nam nên muốn kết bạn đi làm bạn á. À. Sau đó đi Việt Nam đi chơi với bạn á. Hiểu rồi, có nghĩa là năm sau là định có ý định về Việt Nam. Ừ. Cho nên là bây giờ kết bạn trước để về mình có thể là có bạn bè mình đi chơi. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè, lúc đó là con đã có bạn trai chưa? Dạ, thời gian đó thì con cũng có bạn trai á. Nhưng mà tới cái lúc mà ảnh về Việt Nam thì ảnh có hẹn con nhiều lần rồi. Nhưng mà con không có gặp được á. Không muốn gặp ấy. Còn 2 tuần nữa là anh phải về Pháp lại rồi á, thì anh lấy cái sim Việt Nam để anh gọi cho con, thì con mới tin là anh đang ở Việt Nam thiệt. Thì lúc đó con cũng bị mâu thuẫn với lại bạn trai cũ á, nên là con cũng buồn buồn á, rồi con đi gặp thử luôn. Và lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời thì sao? To cao mà nói chuyện lớn mắc cười lắm, nên con cũng ấn tượng. Giống bây giờ thôi. Kiểu nói tóc té xuống, rồi nước nó té xuống. Là sao? Tóc rớt xuống, em thì kêu tóc té xuống. À. Đình Hải thì sao? Lần đầu tiên mà Đình Hải thấy cô gái này ở ngoài đời, thì con có ấn tượng gì về cô gái này không? Thấy nhỏ nhỏ, dễ thương. Ừ. Có thích không? Có thích liền không? Cũng có chứ. Dạ. Lúc đó con có bạn gái ở bên Pháp chưa? Chưa. Con về cái đợt đó, ngoài gặp bạn này ra thì con có gặp cô gái nào khác không? Nói thiệt. Nói thiệt đi. Dạ, chắc cũng một gái, một hai cô thôi. Một hai cô thôi. Là co một đó. Hai cô với cô này nữa ba cô là chết rồi. Là con về thời gian được bao lâu? Dạ, khoảng một tháng. Mà chắc là cô này là ấn tượng nhất đúng không? Dạ. Bây giờ sau đó hai đứa có tiếp tục đi chơi với nhau không? Dạ có, tại vì anh này á, thì có một cái anh bạn khác cũng người cũng là bên Pháp về chơi chung. Mà cái anh đó đã có một cô bạn gái rồi, thì cái cô đó đã chở xe đi rồi mà anh này không có ai chở. Lúc đó kiểu như con thấy cũng tội, không có ai chở đi chơi nè. Rồi thấy cũng an toàn, có bạn rồi, nên con có đi theo con chở đi chơi gì đó. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Lúc mà con đi với anh này 2 tuần lễ còn lại á, dạ. Có lúc nào mà con gặp cái một trong hai cái người
bạn gái mà anh này anh chọn trước không? Trời ơi, sốc. Cái đó là con cãi nhau á, con định chia tay luôn rồi. Cái đêm đó cũng là cái đêm con đi làm ra trễ, xong rồi con định là không ghé đâu, con nói không ghé. Thì tự nhiên con lại thấy buồn buồn, con muốn đi, muốn ghé để gặp chơi. Xong rồi thì con chạy qua, thì con đứng, ảnh ở cái khách sạn kế bên công viên 23 tháng 9 á. Thì con đứng ở bên đó, con định chạy qua đường thì con lại thấy ảnh đi ra, ảnh đón một cái cô gái đi trong xe taxi đi xuống mà lại dẫn vô trong cái phòng khách sạn luôn. Con đứng hình luôn, con đứng còn theo dõi. Xong rồi đâu 5 phút sau à, con thấy đưa ra lại đi về. Con nhanh vậy. Xong cái con hỏi anh, con nói trời sao anh lại dẫn người khác vô mà lúc đó là tỏ tình rồi. Cũng không phải tỏ tình mà là đã thể hiện rồi. Dạ. Mà lại dẫn cái cô khác đi vô trong nhà nữa. Cái anh nói thì đâu có gì đâu, thì anh nghĩ bạn bè cái nhà anh coi đó là nhà của anh thôi, anh vô anh gặp tí xíu rồi nói chuyện thôi rồi chào thôi chứ không có gì hết. Thì lúc đó con cũng giận lắm, con nói không có vậy là không được, thì con rồi chia tay tùm lum tà la gì đó. Nhưng mà con có hỏi là anh làm gì mà anh vô phòng mà sao vô gì mà có 5 phút ra vậy? Anh kêu nói chuyện thôi chứ không có gì hết á. Con cũng giận một đêm, con về xong rồi mai con lại hết. Phải hỏi Hải nè, cái cô đó là cái gì của em? Đó là bằng thôi. Nếu mà nói chuyện ít như vậy tại sao không nói chuyện ở dưới sảnh luôn? Dạ, tại con tưởng ít như vậy thôi, không có gì. Trời ơi, bây giờ mà nói chuyện còn như vậy thì cách đây 10 năm lúc mới về chắc không có nói được chữ tiếng Việt nào đâu hả? Nói phải để ý lắm mới nghe được. Nói chuyện kiểu vậy là làm biến ghen luôn á. Cãi lộn nữa. Không có cãi được, cứ hỏi là cứ thì đó thì chứ vậy thôi. Chứ bây giờ sao? Vậy thôi. Cái đó chỉ là vậy thôi. Dạ. Từ lúc mà con gặp ảnh cho đến lúc hai đứa quen nhau là trong vòng có 2 tuần thôi. Dạ con không tới được. Con gặp nói chuyện thì trước đó rồi, nhưng mà lúc mà anh về thì cái thời gian anh ở sắp về còn có 2 tuần thôi. Thì cái thời gian đó con gặp xong á là lúc mà chở đi chơi á, về tới thì ảnh qua đường ảnh lại hôn lên trên má mình một cái đó. Thì lúc đó mình lại nghĩ là ảnh có cảm tình với mình rồi, anh có muốn mở đèn xí anh cho mình biết rồi đó. Trong vòng 2 tuần ngắn ngủi đó thôi á. Xong rồi Hải về Pháp rồi bao lâu Hải mới quay lại Việt Nam? Như năm sau á. Một năm mấy đó. Wow, như vậy một năm là các bạn coi như là yêu xa nhau. Đợt đó thì con cũng không nghĩ là con sẽ yêu xa như vậy đâu. Mà con thì con biết trên Facebook của ảnh cũng có quen nhiều cô gái chân dài đẹp khác. Thì cũng thấy có lưu lại hình rồi comment này kia đó, thì con thấy con cũng sợ. Mà cái thời gian đó thì hai người cũng tính sẽ là chuẩn bị giấy tờ để có thể một năm sau hơn để về đó, là lo làm giấy, nộp giấy rồi kết hôn. Một năm mấy sau là về nộp giấy là mấy tháng là con đám cưới luôn. Kết hôn xong là tháng 5 kết hôn, là tháng 9 là con đi Pháp luôn. Ủa nhưng mà rồi sao các bạn lại không tiếp tục ở bên Pháp mà lại về Việt Nam? Tại vì con đi qua bên Pháp á, thì cái thời gian đó con mới qua là con cũng đi lấy hàng, con gửi về con bán như vậy đó. Thì một thời gian đâu một năm mấy á, thì con định bút vé là để con về con thăm gia đình thôi, hai chồng về thăm gia đình thôi. Nhưng mà về bên đây thì cái công việc của con khách mua nhiều á, rồi khách muốn con ở đây để có thể tư vấn chăm sóc nhiều hơn á. Rồi con cũng thích ở đây, cái môi trường ở đây, rồi có thể con mua nhà ở đây nè. Rồi chồng con cũng thích đồ ăn ở đây nữa. Nên là con bỏ vé không về luôn. Con ở lại đây luôn. Rồi Hải cũng chịu luôn. Dạ Hải chịu luôn. Bị ép á. Con thích món gì ở đây nhất? Món gì ở Việt Nam nhất? Bún thịt nướng, bún chả Hà Nội. Các loại bún. Thích ăn bún. Dạ. Các loại bún đúng không? Dạ, bún nước mắm. Thôi bây giờ chúng ta đến với phần hấp dẫn nhất đi. Dạ. Đó là phần khui tật xấu. Cái này con thích nhất, con chờ đợi tới ngày nay đấy. Chờ đợi đúng không? Thôi bây giờ con nói trước nha. Dạ. Anh ấy có tật xấu gì nè? Chồng của con là nhiều tật xấu lắm, nhưng mà về với con thì cũng bớt rồi đó. Nhưng mà con kể những cái tật này nè, ảnh là hay đánh rắm, hay thả bom á. Nó hay chọc con á. Ảnh nó là hả, kiểu như thích mặc cái bộ đồ nào á, mà thích cái áo đó rồi là mặc hoài luôn cô. Kiểu như nó có rách, nó có giãn á, cũng mặc luôn. Xong rồi á hả, ảnh mà đi chơi ở đâu á, như con á thì con thích diện đồ. Còn ảnh thì ảnh thích thoải mái. Ảnh mặc một bộ đồ cái gì quần thun rộng rộng chút xíu, xong rồi áo cũng thun giãn giãn mát mát một xíu mang giúp Lào. Rồi còn gì nữa nè? Dạ tánh của ảnh thì vô tư lắm. Nhưng mà có nóng tính không? Dạ có, ảnh là hài thì cũng hài lắm, nhưng mà nóng thì cũng nóng dữ lắm luôn á chú. Ví dụ mỗi lần mà tới cái cơn mà nóng giận lên thì ảnh thể hiện như thế nào? Nóng tính đặc biệt là không bao giờ đánh đập con hết, mà chỉ có hét lên thôi. Hét lên rất là sợ. Hét sao đâu Hải? Tụi tiếng Pháp đó. Tụi tiếng Pháp đó. Merde, putain, merde. Là cái âm lượng là cỡ đó rồi hả? Dạ to lắm, to gấp. Đâu đâu thử, đâu có lúc putain, merde.
Rồi lên nào. À, hiểu không? Dạ, anh chửi tùm lum tà la giống như là khốn nạn rồi vậy đó. Chửi đi, vô không hiểu vô tức sân. Không phải lúc mà anh vô cái thế tức là anh không có nhớ tiếng Việt nữa, cho nên anh phải chửi tiếng Pháp đúng không? Anh có lãng mạn không? Người Pháp là cực kỳ lãng mạn. Ừ. Nhưng mà anh này anh là trái ngược. Con cũng nghĩ là lãng mạn đó, nhưng mà không có lãng mạn đâu cô ơi. Thường thường anh không bao giờ anh nói yêu con hay thương con nhiều như thế nào đâu, mà hành động thì mình biết thôi. Ví dụ như hả, mỗi lần mà có một cái bộ phim gì đó mở sẵn anh chờ con vô xem chung á, thì mới coi, không thôi cái để dừng đó. Còn ăn một cái món ăn gì đó thì lúc nào cũng chừa cho con rồi gấp cho con ăn vậy đó. Ủa cái đó là lãng mạn mà. Bé này chắc có lẽ là thích kiểu mà lãng mạn mà bằng kiểu hành động đó. Lãng mạn Hàn Quốc đó đúng đó, không? Hoa, cỏ mùa xuân, hoa này kia phải nhảy nhót, ngắm hoàng hôn. Dạ cái đó không bình có. Minh. Không có đúng không? Nhưng mà những cái hành động nhỏ như thế có thể gọi là lãng mạn đó. Thì cũng có một cái niềm vui riêng cho con. Hết rồi vậy là chồng con không có cái tật xấu gì hết trơn á. Rồi sao ta? Chị con có mong muốn chồng con thay đổi gì không? Mong chồng con kiểu như suy nghĩ nhiều hơn một tí xíu thôi, hơi vô tư á cô. À, dạ. Vô tư. Tức là bớt vô tư, dạ. Vô tâm lại ha. Dạ. Bây giờ tới Đình Hải đó, vợ con có những tật xấu nào? Chửi con hoài, chửi con hoài. Con bị tự kỷ luôn không? Mệt. Mệt chửi hoài. Ví dụ như những chuyện gì mà khiến con làm mà khiến cho vợ con bực mình và chửi con? Thì con hay làm biếng á. Vậy là hồi nãy con không kể cái tật xấu làm biếng. Làm biếng. Con á thì con sẽ chốt đơn hàng này kia nè, thì nhiều khi ở trên chung cư cao á thì ship sẽ tới giao hàng nè, rồi lấy hàng này kia á, thì mỗi lần mà trưa trưa nhiều khi con mệt á, cái ship tới gọi lấy điện lấy hàng á, thì con kêu ảnh thì ảnh đang ngủ, con kêu á thì ảnh quạo, ảnh kêu đang ngủ mà kêu xuống lấy hàng á, thì cứ con ngày nào con cũng tới trưa là con dạy kêu dậy đi lấy hàng thôi, cái quạo con. Quả con cái con chửi. Dạ con chửi, con nói phải viết phụ chứ lúc con chưa mà chửi người ta ngủ mà đúng không? À. Ngủ không? Đi ngủ. Đúng rồi. Con nói tiếp đi, còn cái gì nữa? Không có gì khác nữa. Chỉ có cằn nhằn. Hay chửi. Mà có qua có lại mà, tại con làm biếng nó mới chửi con mà. Đi toilet con chửi rồi. Hả? Đi toilet con chửi. Ngồi đi, toilet lâu lắm luôn. Tại vì nhiều lần á, nên sao đi toilet bay rồi. Đi toilet lâu không? Bao lâu không? Dạ. Bác ý thì đi toilet thôi, không phải con trộm đi toilet đâu, đúng không? Anh có biết dùng cái từ khác được không? Không có sao cả. Người ta đi nhiều đúng lần cũng chửi người ta nữa. Ừ. Mà một ngày đi mấy lần lận? Chắc cũng hai ba lần. Hai ba lần. Sáng, một lần bao lâu? Sáng dậy đi ế. Ăn sáng xong gì? Ngủ trưa dậy xong gì ế nữa. Anh bị chửi. Là cũng chửi. Bị chửi quá. Trời ơi, người ta tiêu hóa tốt. Ở trong nhà cứ đi suốt vậy thôi, con nó mất thời gian ghê luôn. Nghiện toilet rất nghiện. Ủa nhưng mà ở nhà ai là người chăm con nhiều? Dạ thì ảnh cũng chăm nhiều á. À. Con có thuộc bài hát mà tiếng Pháp nhiều không? Hát tặng khán giả một bài đi. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Est-ce possible alors? Je ne sais pas. Je demanderai à cette personne. Cái nghĩa là cái gì? Là có người ta nói yêu mình mà không biết có chắc chắn không? Nên đi hỏi người ta có phải thầy không? Thực ra chồng con mắc cười lắm nha. Bình thường vậy nè, nhìn nó thì sẽ giống người Pháp, nhưng khi mà hát lên thì giống người Hàn Quốc. Dạ, trời ơi, ai cũng nói luôn con. Hồi nãy bước lên là chú đúng tưởng là người Hàn Quốc. Dạ. Ngọc biết không? Cái cách lãng mạn của chồng con là đúng, thoải mái, có thể thoải mái mọi lúc mọi nơi, những cái gì mà mình thấy là mình thích là mình làm, thì là cái cách lãng mạn của chồng con là khớp với cái cá tính đó luôn. Thành ra là con đừng có bao giờ nghĩ là chồng con không lãng mạn với con nha, chồng con rất là lãng mạn luôn á. Dạ chưa. À, bây giờ tại sân khấu này con có thể nói một lời gì đó với vợ con. Anh muốn nói anh sẽ yêu mẹ anh mãi mãi nha. À. Rồi. Rồi, em okay. Anh sẽ yêu mãi mãi. Mấy mấy. Xin cảm ơn hai con. Ngay chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần sau. Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu có nghỉ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng rồi anh nhờ bảo vệ bấm lên. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi sân lên hốt hẹn luôn. Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em cũng ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy? Hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày. Họ về nhà tự gỡ. Tại lúc em đeo đuổi anh này á,
anh cứ chặt mình hoài à. Mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm một mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Cặp vợ chồng đầu tiên xuất hiện. Nhìn anh chồng tôi biết là anh là làm một cái nghề mà có liên quan đến tóc tai đúng không? Dạ không. Bởi vì tụi em cũng làm từ bói nữa. Cái tóc dạ. này là tóc gọi là tự nhiên của mình hay là cưng đi highlight vậy? Dạ tóc tự nhiên. 16 tuổi là tóc đã bạc rồi à? À tóc em tóc bạc rồi hả? Bạc. Này không phải bạc mà là muối tiêu chanh. Hồi xưa nó rất là nếu mà từ khi có con xong mà nó còn lên gấp 10 lần. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. À. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở nhà. Thành nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hành. Năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn ông đánh ông chốt đơn. Em livestream của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Đúng rồi, không có cửa vô chốt đơn. Còn em nhỏ dễ sợ luôn, nhớ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè. Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em nói. Nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác thì lúc đó em tới sớm quá, ra không có cho nhận phòng. Uống cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không? Anh có người miền Nam nè, cho xin số đi, tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em bằng chị lịch sử. Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, trong nguyên một đám gì đó, đám con trai á, xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi xa ba là chị chơi ở lại đi xa ba chơi với tụi em không? Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp, em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bạc cho em số thì em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, dạ luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang ăn phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi, rảnh không chút đi nhậu, sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi và thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi, ra đi luôn ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Wow. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa rồi chị, hai đứa luôn. Dạ. Rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Không phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu có thể đuổi người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa? Sao hốt hẹn luôn, hôm qua em xí chỗ liền chứ. Để vụt mất sáu là qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình vũ đi ăn sáng cà phê xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Đâu có, anh đâu có nói vậy đâu. Chứ là sao, chứ là sao? Anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng anh em thuê nhiêu tiền nó đẹp không? Cái phòng mình anh nó xấu quá à. Em cho anh lên cái phòng em, anh coi thôi cái phòng em mới giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi xong lên hốt hẹn luôn. Rồi em có bị trễ chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sapa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Hốt hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á hả? Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sapa quá. Đi Sapa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào?
Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn đi ở Nha Trang. Dạ, em ở Nha Trang. Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu, thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cổ đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cổ đá em. Cổ đá em, cổ chia tay em 9 tháng. Em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á. Cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình, khoe con này nọ, cổ về, cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới gì quen nhau chi vậy. Cái em cũng để ba chấm. Cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn đi như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Giờ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok, nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, chặn hết. Em chặn. Em chặn. Ở lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy, mình mở cái điện thoại ra, mình thấy tin nhắn đó, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống, nghĩa nằm 3 ngày buồn luôn. Buồn đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay anh này á, là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền, rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết cái gì gì đó. Nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết. Cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay cái chân, cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á, là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ phải tìm bạn ổng môi móc thông tin này nọ, rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày mua đồ tặng, rồi mắt kiến nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lý tình ổng dữ vậy không biết nữa. Thương quá à. Dạ cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ai tôi gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu, thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau lúc đó sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng, đang vui, ổng bỏ ông về thúc lúc vẫn còn giận. Để mình ôm vậy, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á, là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi, là em đi hết tăng một rồi em đi về. Đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á, thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá, xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á. Mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em mới ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Ủa gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu là không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Thì về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương mình em. Thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào hay là em có một mối tình là trong quen chín mùi luôn? Trưa đó lại nhắn tin em chín chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác luôn. Mà em biết luôn, sao em biết được? Sau này ổng kể chứ, quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu. Bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu là có tuổi rồi lập gia đình đi, thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, Khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Sau cửa đi quán ba đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên nó tới, dạ, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán ba mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không, hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn đó, thằng bạn nó cũng kết nối, hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa là hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là
sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó, thì nói ủa anh làm cái gì, thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó đó, muốn làm chung với anh không? Nói là ừ thôi em cũng đang có xíu vốn em gửi anh làm ăn chung. Thấy em bán mỹ phẩm, cái ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao này sai sao kiểu hốt xong hốt luôn, và chủ tán lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó. Có nghĩa là em cầu hôn ảnh? Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là anh không tiền thì em nói là em có tiền. Anh nói anh đẻ con không ai chăm thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính em không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do mà em đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng vẫn không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Nhìn vô em thấy có con rồi nó khổ lắm. Mà xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em biện hộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì bây giờ em tìm ba mươi mấy thì, rồi thì đó là mình vẫn cứ kiếm, mà kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen chơi thôi đúng không? Tại sao nhỏ này nó dày mà là không chịu thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm hồng một mộng, không có người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ, đó giờ chưa bao giờ anh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người gia chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải. Tao nó không để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ đó. Nói là chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm, ban ngày là sẽ ngủ. 4 giờ dậy, tắm rửa ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng em đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết, nó hụt hẫng lắm. Em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn, thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm đi chợ đi ship hàng rồi thay tã cho con, rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một em mình thành hết. Dạ mình anh thành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ gái có con trai cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha nè. Chứ em cũng không nghĩ em có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dòng nè, lỗi nước. Ổng nhậu là ổng nhậu vô ba ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét lên là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại LDT lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biến ở nhà chơi với con nhớ nó không con, không đi được xíu là nhớ. Ôi, dạ, anh bất ngờ em đúng quá Long Thạnh. Cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ đúng em à, giống ổng. Ôi trời ơi bởi vậy thì các ông đi đâu biết chắc luôn, giống ổng biết chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ
là sợ có baby. Bây giờ cứ thấy không? Không, bây giờ thì em tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bao giờ anh nói. Chỉ có một bé thôi là hai. Dạ, dạ. Bây giờ okay. Em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ. Mà cái gì cũng chủ động chứ vậy. Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha, không. Cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dán luôn lần. Quay mặt. Mày điên hả Hằng? Mày muốn tao nghỉ lầu ở phát tao chưa đủ bạc hả Hằng? Cũng nói em vậy lắm. Nữa là chắc em giống anh luôn á. Em kể thật xấu của... Vậy bây giờ gió đổi chiều. Gió đổi chiều đi. Cô ấy thì sao? Anh có nghe người phụ nữ là gia trưởng chưa? Còn là gia trưởng mà. Hôm mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè. Ví dụ như thì vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giống được không? Vậy em quyết là phải giống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời ơi, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ nữa. Stress hay là khách hàng đại lý hay là vấn đề gì đó em không biết, mà về nhà bắt đầu là sổ vào đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao á mà em stress này nọ em xả vô đầu anh. Thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đánh tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ quýnh nó. Quýnh, chứ chắc là quýnh lại nó nữa, dữ lắm á. Vợ em mới dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn, dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì hết. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng đi, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nếu mà vậy được rồi. Vậy được rồi. Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá, hốt mất. Hiện tại em cảm thấy cái cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em thấy cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh đó. Là bất hạnh nhớ đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được thì chồng em có thể bỏ qua được, nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào tự nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress rồi này kia, thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng thì con xài vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama lắm cô. Bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ gia đình cục xúc. Trời, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng thứ nhất. Mời hai em giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận và cô Hồng Vân. Con tên là Lê Đào Thị Giang, năm nay 28 tuổi. Hiện tại thì đang làm kinh doanh thời trang. Dạ, cùng con tên là Võ Tiến Hưng, năm nay 31 tuổi. Cũng là đầu tư và kinh doanh cùng vợ thôi. Hai đứa sao mà gặp nhau? Con với ảnh gặp nhau á là lúc 7 năm về trước rồi, thì gặp nhau quán pub. Dạ, ấn tượng đầu tiên là đi chung với lại thêm một anh bạn thân nữa, rất là giống BD luôn con. Hai đứa mang đồ body mang đồ body, rồi cơ thể hồi xưa ảnh là rất là vạm vỡ. Thôi rồi vậy hả? Đô con mà ngồi mà rất là kiểu gồng lên á. Xí cho hỏi là đi có hai thằng đàn ông thôi hay là có gái đi chung? Hai thằng đàn ông duy nhất thôi. Mà bạn của Duy là ấy đúng không? À, không, giờ hôm bữa là mới thất tình xong thì rủ thằng bạn thân đi ra ngồi uống vài chai bia cho đỡ buồn thôi. Vô tình gặp bạn này luôn. Bạn con thì sát bạn ảnh,
Thì hai bạn cứ chơi 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 vậy, rồi đến khi mà khúc cuối thì xỉn rồi thì bạn con mới nghĩ là hai người BD. Thì cứ kêu là kêu hai người này qua chơi luôn đi. Thì cái con xỉn say xỉn, anh như qua bên này chơi với em đó, kiểu như vậy. Là qua chơi mà trong tâm thế là con rất là thoải mái thôi. Qua hôm sau thì thấy phát hiện là con có Facebook của cái anh bạn kia. Nhưng mà mấy ngày sau á thì mới phát hiện là anh này ảnh phát hiện ra mình, xong ảnh vào anh nhắn tin, ảnh say hi là là người hôm bữa gặp, thì con mới biết đó là người hôm bữa, chứ không thôi là con cũng không có ấn tượng gì luôn. Còn con thì sao, con ấn tượng gì về cô gái này không? Tại vì thấy cũng tính cách nó cũng hoạt động năng lượng lắm, cái xong mình cũng kiểu thấy cũng thú vị, cái sau mà nhảy nhót cho lắm đúng không? Dạ, không phải nhảy nhót như cái miệng á, cái miệng nói dữ á. Sau một bẵng thêm một thời gian thì có vài người bạn từ ở nước ngoài về, cái sau mình rủ đi chơi chung để giới thiệu, thì tính là giới thiệu bạn này cho một cái bạn khác, mà cuối cùng á thì luôn. Mình vớt luôn. Ủa sao vậy? Tự nhiên tới giới thiệu xong thấy uổng, thấy uổng, cái sau nghĩ lại cái sau đi vớt lại. Ban đầu ảnh là ảnh giới thiệu cái người bạn người Úc đó cho con. Bạn đó là người Úc hả? Dạ, bạn đó là người nước ngoài luôn cho con. Tại bạn đó, bạn thân của ảnh ở bên Úc á. Thì khi mà đi chơi thì kiểu đang trong tình trạng là cáp nhau mà. Thì đầu tiên á, thì khi mà đứng chụp hình đồ này kia trong ba, thì mình đứng kế anh Tây, rồi mình kiểu mình vịn tay bình thường thôi chứ không có gì hết. Xong rồi tới cuối buổi cái ngồi xỉn, cái ngồi nói chuyện vô, cái tự nhiên dính anh này, là cái đầu buổi là anh kia mà cái cuối buổi là anh này. Cái xong rồi về hai anh này cũng khá là căng thẳng. Thì anh Tây kêu là tại sao mày lại giới thiệu cho tao, rồi bây giờ mày lại làm như vậy với tao. Càng. Nhưng mà anh này lúc đó là anh cũng xác định là mình phải kiểu theo đuổi và mình phải nói chuyện rõ ràng ngay từ đầu. Tại vì thật ra giữa con với là anh Tây đó cũng chưa có cái gì đi quá xa hay gì hết. Trong những cái giai đoạn mà kiểu vui vui tìm hiểu ban đầu thôi. Xong mà cũng kiểu khá là gây cấn với lại cái anh Tây kia, kêu ra ngoài nói chuyện. Xong rồi chừng sau là sẽ quyết định là sẽ chọn con. Con cũng ngã hẳn về bạn này rồi. Con cũng lúc đầu bị 50-50 thôi. Mặc dù là cũng mến mến bạn kia đúng không? Con nữa đó. Bao lâu thì con mới quyết định là 100% về bạn này? Sau khi mà ảnh nói chuyện rõ ràng với lại anh Tây á, thì kiểu đi ra ngoài cũng rất là kiểu buồn bực và bị stress đồ này kia. Thì con tự nhiên con thấy vậy là tự nhiên có một cái gì ở trong lòng, thì con xà vô lòng ôm cái dính luôn từ đó. Dính luôn. Dính vậy chắc cũng nhanh lắm đúng không con? Dạ, cũng 2 tuần. Ừ, chưa tới nửa tháng luôn á chị. Nhưng mà trong trường hợp là 2 tuần là lâu á. Tại vì trước đó là 2-3 tuần rồi mới chịu đi chơi. Có một quá trình rồi đúng không? Dạ. Rồi các con có sống chung với nhau trước hôn nhân không? Dạ có. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2-1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Cái cục mốc nào, cái lý do nào mà tụi con quyết định là sống thử? Khi mà quen nhau khoảng được, con không nhớ chính xác, nhưng mà khoảng được 2-3 tuần. Thì ngày đó vẫn đi chơi về bình thường. Thì ảnh lúc đó là ảnh ở bên quận 8 với con bên Phú Nhuận á. Thì có đưa con về, nhưng mà đi chơi cũng trễ rồi, cũng mệt. Ngày hôm đó không hiểu tại sao rất là mệt. Và con FaceTime nói chuyện nhắn tin xong thì cũng 2 giờ mấy. Chợp mắt ngủ một cái là bị bóng đè. Mà bà mập đè, rất mập đè luôn. Mà lần đầu tiên con bị đè cho nên là con rất là sợ, mình không thở được, rồi mình tay chân mình cứng đờ, kiểu rất là sợ cô. Xong rồi con gọi điện thoại cho ảnh mà con khóc, mà cái này là khóc thiệt á. Khóc vì sợ thiệt chứ không phải là bánh bèo mít ướt, tại con phải tiếp bánh bèo. Mà không thể nào con ngủ lại được nữa. Thì ảnh mới kêu là để vậy thôi anh qua anh đón em. Rồi từ quận 8 cái phi xe máy, lúc đó phi xe máy qua tới Phú Nhuận rước về, xong cái dính luôn từ đó. Là từ đó là sống thử luôn rồi đó. Dạ. Không, cái lúc đó là chưa. Dạ, về bến về nhà con. Dạ, ngủ tạm vài hôm, cái về nhà lấy vài ba bộ đồ, cái qua ngủ tạm vài hôm. Cái vậy đó cô, cứ 1 tháng là full cái tủ đồ. Luôn. Mà kể từ đó là con đâu còn bị bóng đè nữa đúng không? Dạ đúng rồi, đè lần duy nhất thôi và mãi mãi. Khi mà hai đứa sống thử với nhau á, là lúc đó có nảy sinh mâu thuẫn nhiều cũng không con? Tại vì chia tay trên dưới 8 năm cũng nhiều. Tại vì từ nhỏ con ở nước ngoài, xong rồi cái lối sống, cái lối suy nghĩ nhiều lúc hai bên cũng khác nhau á, cho nên cũng có mâu thuẫn với nhau trong cái vấn đề mà chia sẻ cuộc sống. Nhưng mà thì cũng chia tay rồi làm lành rồi cũng hoài drama vậy. Lắm cô, bạn bè thân cũng hay nói là gia đình cục xúc. Dạ, gia đình cục xúc thôi. Bây giờ mình kể cái trận mà chia tay mà nảy lửa, cái trận mà drama nhất á
Đó là cái trận nào? Tại vì toàn là bạn này nói chia tay đi không à, chứ không phải là con. Nhưng mà có dọn đồ đi không? Dạ không, bạn này có, đó có là. Đó thì trận nào? Con không nhớ là cãi nhau vì vụ gì, nhưng con chỉ nhớ cái quá trình cãi nhau thôi. Tại vì cái tính anh này á rất là lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng luôn. Rất là thương con nhưng mà rất là bất cần. Cho nên đôi khi mà cãi nhau thì cái tính mà bất cần quá thì con rất là bực và nổi điên á cô. Tính con cũng nóng nữa. Có lần hôm đó mà tức tới nỗi mà kiểu ảnh không có ở nhà, nhưng mà con ở nhà mà con tức tới mà con không biết làm gì, không phải đập đầu vô tường vậy đó. Đập đầu vô tường mà đầu sưng một cục luôn. Xong rồi bạn bè hôm đó thì có hẹn là sẽ đi qua rủ vợ chồng con đi câu cá, thì đứng đợi dưới khách sạn vậy đó mà gọi hoài cửa không mở, gọi hoài biết con trong này thì mới biết là có chuyện gì rồi, mới lấy chìa khóa của khách sạn lên mở. Thì vô thấy con á hả, đầu tóc thì tả tơi, mà sau hồi đó con nghĩ sao mà có gì đâu mà mình phải mà tới dậy dữ vậy trời, mà con không biết là chuyện gì nữa. Xong rồi bạn con mới gọi cho ảnh là thôi về coi Giang đi như thế nào đó. Ảnh đi về thì thay vì ví dụ mà người ta cãi nhau, người ta thấy người yêu của mình bộ mình bị vậy, người ta xót rồi ôm vô lòng đó đúng không cô? Không. Lạnh lùng luôn. Chia tay luôn. Vẫn quyết định chia tay luôn. Con không thấy xót luôn hả? Cũng sợ, cũng buồn, nhưng mà nghĩ có bạn bè chăm sóc rồi á. Anh suy nghĩ đơn giản lắm, mà cái sự đơn giản đó là tâm như đây con luôn. Rồi lúc đó làm sao? Thì lúc đó ảnh chia tay luôn, thì ảnh vẫn quyết định là chia tay. Thì con vẫn ok, con xách túi ra đi, xách túi đồ ra đi luôn. Thì tối hôm đó con đi ăn xong rồi con lại buồn quá, rồi lại đi pub chơi với bạn. Thì xỉn quá, mà kiểu con thì không có biết uống rượu nhiều, mà trong lúc say, lúc buồn quá thì cứ uống là say nào không hay, mà cứ say lên xong rồi nít ơi, cứ nít ơi, tại vì anh này con hay kêu anh là nít. Rồi con khóc lóc, rồi con thế này thế kia, rồi nhất quyết bạn bè đưa về mà không chịu, rồi mới gọi điện thoại cho anh lên. Cái tới khi mà thấy anh lên là con ok con về, cái quan sát hôm sau bình thường lại. Bình thường là chiều theo ảnh về đúng không? Dạ. Có nghĩa là khi lúc mà lúc đó hết sĩ diện rồi, hết sĩ diện là, bây giờ còn cãi nhau không? Sau còn... khi mà bắt đầu mà đám hỏi thôi, đính hôn thôi là anh đã thay đổi hoàn toàn rồi. Sau khi cưới thì ảnh là cái giống như là cái suy nghĩ của ảnh mở ra hoàn toàn luôn, ảnh thay đổi rất là nhiều. Vậy là tụi con lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ 2017 tới giờ rồi. Tụi con có baby chưa? Dạ, dạ có rồi. Mấy đứa? Dạ một ạ. Như vậy là chắc là lúc mà 3 năm sống thử thì bắt đầu mới lòi tính xấu ra là từ 3 năm đó rồi. Dạ đúng rồi. Còn... bây giờ Giang trước đi, tật xấu của Hưng là gì? Nhường đi, nãy giờ bạn này nói ít quá. Tại vì trong mắt con thì vợ con cũng hoàn hảo, khá hoàn hảo nên không mát lòng mát đa nên tật xấu thì chắc cũng chút thôi. Dạ, những cái điều đó không đáng kể nên cũng không có thể nhớ mà được làm những không cái không có. Tại vì thật sự những cái cuộc cãi vã hay là toàn là bất đồng quan điểm trong công việc hoặc là cuộc sống, mà con thì rất là ít nói, còn bạn này nói rất nhiều cái xong đó, rồi đó là đó. Tật xấu đó, đó. Dạ. Thấy chưa, nói nhiều. Dạ. Nói nhiều là tật xấu rồi, mà nói cái gì cũng trúng cái tật điểm của mình á, nên mình không có gỡ lại được nên mình im lặng luôn. Vậy là nói nhiều nhưng mà nói trúng đúng không? Dạ. Nhưng mà nói nhiều quá là cũng hơi mệt. Dạ đúng rồi đó. Thì bởi vậy mỗi lần nói cái là đa số là con im lặng cái bỏ đi luôn. Nghe nè, rồi tại vì cô ấy là làm bên thời trang dạ. Cho nên là ở ngoài là ăn bận coi như là rất là đẹp, rất là thời trang, nhưng mà về nhà thì có phải trưng diện ở trong nhà hay không? Không, về nhà khác hoàn toàn luôn. Tới mới lúc mà con nói là trời ơi, vợ vứt cái đầm ngủ đi, cái đầm nó ngày nào cũng thấy mang á, chán quá rồi đổi cái đầm khác rồi vứt đi. Mang tiếng chủ số thời trang là làm hình ảnh rất là nhiều, nhưng mà ở nhà mang đồ lề xề lắm. Không chịu thay đổi hình ảnh trước mặt chồng đó đúng không? Dạ, ra dạ. Ngoài thiên hạ thì bắt đầu mới là quần là áo lược thôi, còn lộng ở nhà kêu xa, nhưng mà về nhà là rất hết là sức là giản dị đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy á, thực ra là nó không phải là thật xấu đâu, nhưng mà nó là một cái chưa hài lòng chồng mình đó. Dạ. Nhưng bây giờ là có thay đổi chưa? Giờ qua một thời gian cũng đỡ chút xíu rồi. Như vậy là chưa đủ đô đối với chồng con rồi. Như vậy đó là con phải mua nhiều đầm vô cho vợ con mặc chứ. Dạ con đầu tư vô vợ con nhiều lắm. Cái nghề chính của con là đầu tư về gia đình. Rồi bây giờ tới con, những cái tật xấu của Hưng đó là gì? Nóng tính, kiểu cũng hay bị cục tính đó con. Tại vì ảnh là một tiếp người cũng khá là rất là tình cảm, nhưng mà nó lặng ở đâu bên trong, nó không có thể hiện ra bên ngoài, cho nên nhìn nó này rất là lạnh lùng. Con thì cũng kiểu cục tính thì dễ bị nóng này kia lên, chỉ vì cái thái độ không thôi đó. Thì giữa hai vợ chồng con thì con chỉ thấy là vì bị cái vấn đề là nóng tính thôi, chứ cũng không có vấn đề gì nhiều hết. Hay im lặng không chịu giải quyết vấn đề. Ảnh im lặng tại vì ảnh suy nghĩ rất là đơn giản, là tại vì không biết nói gì nữa, nói ra sợ nóng tính, nóng hai bên nóng lại cãi nhau.
Nhưng con lại nghĩ là anh không chịu giải quyết vấn đề thì con lại càng tức và càng khó chịu hơn, và đó là cái bị như vậy. Vậy là giờ con mong muốn anh thay đổi cái gì? Phải chịu mở lòng, cởi mở ra hơn, có vấn đề là phải ngồi lại giải quyết, tại vì hai vợ chồng con là bị một cái ai cái tôi nó cũng cao quá. Nhiều khi im lặng là im tới 2-3 tuần gì luôn á con. Ồ, không ai nói tới ai. Không ai nói tới ai luôn, con cũng rất là lì, con cũng không phải dạng dừa gì. Mà lúc đó nó khó chịu trong lòng. Dạ khó chịu lắm, kiểu ảnh không biết nói gì á, chứ không phải là kiểu ảnh cố tình làm lì lì đâu. Nhưng mà tính anh cũng lì thiệt. Còn Hưng thì sao? Hưng mong vợ thay đổi điều gì? Thì cũng như vậy thôi. Thì vợ bớt cũng bớt nóng tính, là hai bên đều cũng nóng tính đó. Nên chỉ cần vợ con quan tâm tới chồng nhiều hơn. Tại vì con là một đứa cũng khá là vô tư á. Dạ. Con thương thì con rất là thương, nhưng mà con cũng khá là vô tư. Để mà nói về cái độ mà kiểu quan tâm lo lắng cho vợ cho con thì ảnh anh con cảm giác là anh thương con nhiều hơn là con. Bình thường là con toàn là người phải xuống nước làm hồi xin lỗi trước không à? Chứ cái việc đó là việc đàn ông phải làm rất là nên. Không, ngay cả cái việc này khi Hưng nói cái điều này ra là Giang cũng phải để ý. Dạ. Con hiểu không? Giống như con bị vô tư quá cũng không được, tại vì mình là vợ, mình là mẹ. Giống mình là cái lò lửa ở trong cái gia đình của mình vậy đó. Dạ. Tại vì khi con đã hiểu được, con đã nói được, con đã sẻ chia được với cô cái điều là gì? Là ảnh là người ít nói. Yeah. Tức là anh rất thương, anh rất ấy, nhưng mà tại vì anh không biết nói như thế nào, bộc lộ như thế nào. Thì khi mình hiểu được cái điều đó rồi thì có những lúc con phải dẹp cái tôi của con đó. Tại vì sẽ sống với nhau cả đời chứ đâu phải là 7 năm hay 10 năm hay 15 năm. Yeah. Cả đời người. Yeah. Cảm ơn Giang với Hưng. Yeah. Đến với chương trình Vợ Chồng Son. Hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mấy bắp đít nhỏ kia. Mấy bắp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái còn đánh cái tay lại. Cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi, lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ không dậy, nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Mời quý vị chúng ta cùng đến với cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai em. Dạ, xin chào anh Quốc Thuận với cô Hồng Quân. Con tên là Thạch, 27 tuổi. Con làm bảo trì xe máy Honda. Làm ở quận mấy Thạch? Dạ, làm bên Cộng Hòa. Rồi, mời cô em vợ Thạch. Dạ, con Tinh Nhi, con sinh năm 91. Hiện tại con làm nội trợ ở nhà, tại vì con có hai em bé nhỏ. Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau nè? Dạ, em quen nhau lúc mà đi làm chung. Bạn này là đi vô làm ngày đầu tiên. Nhưng mà em nghĩ ngày sau đó em vô cái mới thấy bạn này mới quá, tại vì hồi xưa là con có quen một bạn xong rồi bị cấm sừng. Cái con buồn quá, cái con không quen ai luôn mấy năm trời luôn, giống như tim con bị hóa đá vậy đó. Hóa đá luôn. Cái đến khi gặp cô này cái niên thích cái như bị tan chảy vậy. Cái là con gặp nhi một cái là con tan chảy trái tim rồi, đúng rồi. Trái tim hóa đá của... Tại vì mấy chị trong đó toàn là tóc dài không à. Cái bạn này cá tính lắm, tóc ngắn. Cái nhìn vô cái để ý liền. Cái nữ này cá tính như mà sao tóc ngắn. Rồi con chủ động tới làm quen hay sao? Tại vì dạ đúng rồi, con nói chuyện. Ủa bạn mới hả? Sao để tóc ngắn xinh vậy? Rồi còn bạn này sao? Dạ lúc đó thì giống như xã giao á cô. Lúc đó con chưa có biết tuổi, tại con nhìn mặt Thạch già quá, cái con xin anh. Mấy bữa sau con mới biết là nhỏ hơn con 3 tuổi. Cái con mới nói là thôi Thạch ơi kêu chị em đi, tại nhỏ hơn tới 3 tuổi luôn mà. Cái Thạch mới nói là thôi xưng tên đi cho thân thiết, đừng xưng chị em. Nhưng mà lúc đó là tình trạng tình cảm của con là như thế nào? Dạ lúc đó là con đang có bạn trai rồi. Nghe bạn này có bạn trai rồi cái cũng buồn. Cái suy nghĩ chắc không được đâu. Mấy anh chỗ làm á mới nói thôi cứ quen đi, cứ từ từ tính. Tức là cái khoảng thời gian con thích Nhi là con cũng đã nói cho những người bạn đồng nghiệp biết tâm đúng sự không? Dạ là con thầm vậy là bao lâu?
chắc mấy tháng á, hai tháng xong rồi cái mấy người bạn trong làm chung mới biết là sắp chia tay với bạn trai rồi. Khoái đúng không? Dạ. Cái mấy anh kia nói họ cứ vô tấn công, vô tấn công. Nói thôi, người ta mới chia tay mà niên ba vô kỳ lắm. Cái ổng cái vô. Cái quen luôn. Cái mới rủ nhau đi uống cà phê. Rồi anh ấy, anh tấn công như thế nào? Sao? Tấn công nhẹ hay tấn công nặng? Dạ, có mấy lúc mà con đang ngồi làm á, xong rồi giống như có giác quan thứ 6 á chú. Cái tự nhiên con cảm giác giống như có ai đang ở sau lưng á. Cái con quay lại thấy đang đứng thập thò ở trong cái cửa. Tự nhiên vừa mới nhìn thấy con nhìn ra sao cái phóng vô trốn trong cái cửa liền luôn. Bỏ chạy. Dạ. Rồi xong rồi nhiều lúc mà giống như là nói là thôi để Thạch đưa Nhi về nha, là đang chạy tới ngã ba đường cái đấy. Thôi Nhi đi về trước đi, giờ Thạch phải đi về, hôm nay mẹ Thạch la. Cưng quá, thiệt thà quá. Nhưng mà những lúc đó thì con thấy như thế nào? Con thấy dễ thương. Dễ thương thiệt. Mà có một lần hẹn hò đầu tiên á, thì đi uống nước, cái xong đang uống nước đấy, chết cha rồi, hôm nay ngày rằm Thạch phải đi chùa, Nhi ngồi đây mình Nhi. Sao không rủ Nhi đi chùa luôn? Không, tại vì con đi chung với bạn con. Thì rủ chui chung luôn đâu có sao đâu. Tại sợ bạn không có đi á. Tại cái con nói thôi giờ bạn về đi rồi con đi mình. Giờ bao lâu Nhi mới có tình cảm với Thạch? Con cũng không nhớ nữa. Giống như là cứ đi với nhau mỗi ngày từ từ, thích hồi nào cũng không hay luôn. Cái lần mà ổng chủ động mà ổng tỏ tình với con á, ổng mạnh dạn nhất có thể đó. Mạnh dạn nhất có thể á. Cái bữa đó là con đang đứng, cái xong con đang tiếp khách, cái con để con mỗi lần tiếp khách con hay để tay ở phía sau lưng gì. Cái chạy tới nắm tay, cái con đánh cái tay lại, cái cứ nắm nhiều hơn, cái xong mấy anh kia nhìn thấy mấy anh kia chọc quá trời chọc luôn. Con mỗi lần mắc cỡ là con đứng con cười không mà con không biết làm gì nữa. Đó là lần đầu tiên là cái hành động là nắm tay đó. Dạ. Rồi vậy là cái nụ hôn đầu là đứa nào hôn đứa nào? Cái mà hôn kỳ lắm con. Cái nụ hôn đó là nó xảy ra ở đâu? Hình như công viên Thỏ Trắng ha. Đúng rồi. Công viên Thỏ Trắng. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con luôn. Hôn giống như liếm như ướt hết cái mặt của con luôn. Như mèo hôn gì đó con liếm. Hôn má hả? Rồi liếm mặt luôn. Ê nó nghe nè. Mấy đứa bạn gái trước là chưa có hôn đứa nào hay sao vậy? Tại vì con hôn để tối về ngủ rồi còn nghe mùi con nữa. Giữ mùi hương. Ông đánh dấu á, chạy về. Bà dân bà tả luôn, chết nó giống như mèo luôn. Sao con có hỏi lại không đó? Ủa sao không kỳ vậy? Lúc đó cảm giác con sao? Nhộn chết luôn. Con nói là thôi mốt đừng có hôn nữa. Mỗi lần hôn xong ướt mặt hết trơn rồi, khó chịu. Vậy là con cứ tiếp tục giữ cái lập trường của con là con hôn kiểu đó không? Hay là lần không, sau con... Dạ, là hôn xong rồi tới giờ hết rồi. Dạ, rồi. Dạ. Chỉ có lần đó duy nhất thôi. Không, dạ. Cũng gần cả tháng á. Hả tháng là hôn cứ ướt nhẹp mặt vậy đó hả? Trời đất ơi. Hôn coi có bị chét phấn rồi không? Rồi sẵn thử luôn. Hay nhờ không có chét phấn gì á. À tức là để mặt mặt đó hả? Dạ. Để mặt mặt. Trời đất ơi. Trời ơi mất. Ông thử coi là có son phấn gì. Là con thích là ngày là gương mặt của Nhi là mộc. Dạ đúng không? Bây giờ thì biết cô hôn quy hoạch rồi đúng không? Dạ. Quy hoạch cái bờ môi thôi đúng không? Vậy là chồng còn nít quá ha. Dạ. Bây giờ người lớn ra chưa hay là vẫn còn con nít? Bây giờ là cha của hai đứa nhỏ rồi đó. Dạ, vừa cũng còn nít, vừa 50 nít 50 lớn. Ủa có cái tính nào của ổng con nít mà nó khiến nó buồn cười không, làm cho con giận hờn không? Dạ có. Có gì con? Cái lúc mà sắp cưới á, cái mấy anh trong công ty á mới thách là bóp vòng ba của cái bạn kia. Xong cũng chạy tới bóp thiệt. Mà con trước mặt con. Dạ con thấy cái con, tại vì mỗi lần lúc đó là con làm bên chỗ khác rồi. Cái mỗi lần về là con hay ghé qua chung. Cái con ghé qua anh kia mới kể là hồi nãy Thạch nó gan lắm á, mới bóp đít nhỏ kia. Mới bóp đít nhỏ kia. Anh tự kể mà. Rồi con nghe xong rồi sao? Cái xong con nói thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Thôi khỏi cưới nữa nha Thạch. Rồi con hứa nhận sao? Xong rồi về con năn nỉ. Con lúc đó con khai trước mà, nhớ khai trước. Con có anh Vũ kể. Hồi sáng mấy ông làm chung á, ổng cứ kích hoài à. Cái con làm đại cái. Cái vô mặt. Thấy không, lần sau ra bớt nít lại giùm tôi cái. Thách đố không được cái gì hết trơn á. Tụi con yêu bao lâu thì tụi con mới cưới? Dạ khoảng 2 năm. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà tụi con quen nhau á thì được 1 năm là con bị bệnh. Con bị bệnh nặng lắm. Vậy hả, bệnh gì con? Dạ con bị lao màng phổi.
là lúc đó là nguyên một lá phổi của con bị tràn nước hết luôn rồi, tràn dịch hết luôn rồi. Dạ, con nằm trong viện chắc cũng một tháng á. Ngày nào Thạch cũng vô Thạch chăm sóc hết. Lúc đó là con bệnh mà con ngồi dậy không có được luôn, phải có người đỡ con mới ngồi dậy được. Là Thạch chăm sóc, nó biết chăm sóc không? Dạ biết, chăm sóc chu đáo luôn. Dạ. Sợ không Thạch? Dạ sợ chứ, con thấy giống như trong chuyện cổ tích vậy, chăm sóc xong được cái cưới luôn. Lúc mà con sắp xuất viện á thì con hỏi Thạch có sợ không, Thạch nói là Thạch sợ Di chết lắm. Cảm động ha. Dạ. Sau cái cú bệnh đó là một năm sau là cưới hả? Dạ. Dạ. Nhưng mà chú hỏi hiện giờ thì cái tình trạng cái bệnh đó của con thế như thế nào? Dạ con lành rồi. Dạ lúc đó là con chữa 6 tháng thì lúc đó là có hai cái túi phổi dự trữ á, cô với chú, giống như nó xẹp vô vậy á. Khi Thạch mới dẫn con đi học bơi. Thạch dạy con học bơi. Thì con bơi cái con đi khám lại thì bình thường trở lại. À vậy tốt rồi. Thì bây giờ mới có hai em bé được chứ, đúng không? Dạ. Vậy quá tốt rồi. Cưới nhau được mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. Dạ. Bốn năm rồi. Hai đứa con. Vợ có gì, có tật xấu gì không Thạch? Dạ con nóng tính lắm. Nóng tính. Cứ mà không thích á là đụng tới là như giận cá chém thớt vậy. Cái như là đi ngoài đường thích cái món đó, món ốc đi, chỉ ngang. Lỡ mà bị kẹt xe gì chạy lố á. Về luôn. Coi như dễ tụt mút. Dạ đúng rồi. Dễ tụt mút lắm đúng không? Dạ đúng chứ rồi. Chứ không phải là giận cá chém thớt. Dạ. Chừng nào mà như giận con quánh Thạch á thì mới là giận cá chém thớt. Có không? Hôm nay là dễ bị tụt mút. Dạ. Có không? Ít quýnh lắm, khi có đuổi ra phòng không à. Giận xong cái ra ngoài ở ngủ ngoài ngày đi rồi mày vô tiếp. À tức là không cho vô phòng ngủ hả? Mà con không chịu. Dạ. Phải tại chịu biết thôi. Vợ nóng mà ra ngoài ngủ sáng im mà vô nói chuyện tiếp. Rồi còn cái gì nữa nè? Với lại có khó tính không? Có khó tính. Không khó vừa, tính như thế nào? Đang giận á mà không vừa ý là bập liền à, chửi. Cái lộn cũng hay cằn nhằn lắm. Nói chung là khó tính nè, cằn nhằn với nóng tính là nó vô một cụm đó. Rồi còn gì, có ghen không? Lúc đó. Lúc đầu á yêu thì la thôi em không ghen đâu, cũng đi đâu cũng được á. Cái cưới về xong giờ ghen. Giống như đi làm á, cái lâu lâu cái ghé ngang lấy cái điện thoại cái móc ra coi nhỏ này nhỏ nào, nhắn tin lại cái nói thì mấy người làm chung thôi, nhắn qua nhắn lại có sao đâu. Giống như thấy người nào lạ là bắt liền. Tại sao anh lại kết bạn với nhỏ này đúng không? Vì giờ mong muốn Nhi thay đổi điều gì? Nói bớt nóng tính lại. Chỉ cần bớt nóng tính thôi phải không? Dạ, ghen là cho phép, cho quyền. Dạ, đúng rồi. Cho quyền ghen, miễn mình trong sạch thôi, chấp ghen luôn. Dạ, đúng, đúng không? Rồi Nhi, những tật xấu của Thạch là gì? Ngủ rất là nhiều, ngủ khủng khiếp. Nít mà, giống như mới là... có 50% người lớn thôi. Giống như là hồi mà đẻ bé đầu tiên xong á, cái thì con chăm sóc rồi cái không có chịu giữ á cô. Con nói là Thạch ơi phải cẩn thận trong thôi, có bầu lại á Thạch. Xong cứ không sao đâu, không sao đâu. Không kiềm chế được phải không? Xong rồi là 3 tháng rưỡi con có em bé thứ hai. Cái Thạch hứa là đẻ ra đi anh phụ em canh con. Xong tới khi đẻ ra cái về nhà được mấy ngày, tại vì khi mình sinh xong là cái vết thương từng sinh môn còn á cô, là mình đau lắm. Đau. Cái con dắt sữa, đứa lớn nó khóc. Cái anh kêu Thạch ơi Thạch, con khóc rồi Thạch. Cũng ngủ rồi. Lấy bình sữa con quăng vô mặt. Cũng ngủ, không dậy. Nhất quý không dậy. Cái một mình con phải ôm hai đứa nhỏ. Ngày nào cũng vậy. Tới bây giờ luôn. Dạ. Thạch ơi là Thạch. Không, ông lấy 50% con nít, ông lấn át cái 50% người lớn đó. Ủa, con làm mà... sao mà để cho Nhi thành có ba đứa con đó là chết đó nha. Nhưng mà Nhi, con có bị stress không? Dạ có. Có nhiều lúc con ngồi con khóc. Có khi giống như con không muốn nhìn thấy con của con luôn. Vậy là cái dấu hiệu này dấu hiệu bị trầm cảm đó con. Có đó nghe. Dạ. Nguy hiểm đó Thạch. Thôi bây giờ con mong muốn Thạch thay đổi điều gì? Dạ đừng có ngủ nhiều nữa là được rồi. Đừng ngủ nhiều nữa. Dạ. Ngủ nhiều ha. Rồi. Nói nghe nè, 100% là người lớn đi, đừng có 50% con nít nữa. Tại con đi làm xong rồi về là cái con mệt quá cái con ngủ rồi. Dạ không có. Ngày bình thường nghỉ không có làm gì hết cũng ngủ, ngủ 24 tiếng cũng được nữa. Trời ơi con biết sao không? Nói nghe nè. Con thử có một ngày á mà con chăm sóc hai đứa nhỏ đi, con thấy cảnh liền. Dạ, con được có không? Chăm sóc rồi. Ừ, cho nên con phải thương vợ con. Dạ. Chứ nó trầm cảm á, nhiều khi á hả, nó buồn quá, nó nghĩ bậy nữa là mệt. Dạ. Mệt con chứ không mệt ai. Dạ. Hiểu không? Dạ. Bây giờ hứa với vợ đi là 50% con nít của con là sau bữa nay là con bỏ. Con dẹp thành 100% là người lớn luôn cho cô. Dạ. Dạ. Hứa vợ là 50% nít nữa là không còn nữa. Hay quá. Hay quá luôn nè. Chồng sẽ tặng cho vợ một kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Trời ơi. Trời ơi.
Lãng vậy mạn mà nói nó vô tâm cái gì? Đứng dậy nhận liền con. Đứng dậy. Đứng dậy nhận. Trời ơi. Ôi cưng. Nó xúc động rồi. Dạ con cũng không biết luôn, con giấu tới giờ. Dạ. Con quá hay, cái đó là con quá hay luôn. Rồi, chúc cho hai bạn luôn luôn hạnh phúc như thế này nha. Dạ, cảm ơn. Mình nói, ồ sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. À, là bạn này nói hay con nói? Con nói. Rõ là bên này chủ động đúng không? Ừ, nhưng có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Ông chủ động với tôi có giá hơn. Mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời, ông nội này sống sáng nổi tới đất thường cấm thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng. Cái còn mới chui cái đầu ông vô. Cái tự nhiên ông không còn cái chắc. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào quý khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Xin chào cô Hùng Vân và anh Quốc Thuận. Chú luôn. Con tên là Tuyết Nhung, năm nay con 31 tuổi. Hiện tại con đang làm vẽ tranh trên đá. Dạ, một cái đơn vị làm quà tặng nghệ thuật ứng dụng, sở nghệ thuật Triạc. Con tên là Võ, hiện tại con 31 tuổi và nó là đồng sáng lập của sở nghệ thuật Triạc. Không xong đó thì con có một cái lớp học tiếng Anh nhỏ tên là Bob English. Bây giờ chúng ta cùng đến với câu chuyện đầu tiên. Cơ duyên nào các bạn gặp nhau? Ấy nhau không kể. Quen nhau sao nhưng mà em nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Ở lỡ đâu không? Trong lớp chứ đâu. Thật lào. Thật lào. Con học ở một cái huyện gọi là Tam Nông. Nó có hai trường tiểu học. Trường tiểu học Tràm Chim 1 và Tràm Chim 2. Thì lúc đó năm lớp 5. Thì thật ra cái lần đầu tiên gặp nhau là cái lần trong hội thi đố em. À em, vậy hả? Em là đã gặp nhau từ trong chương trình đó. Dạ. Thì đây Nhung là đội tuyển đố em của Tràm Chim 1. Con là đội tuyển đố em Tràm Chim 2. Nhưng mà thật ra lần đó gặp nhau thì nó cũng nhạt nhòa lắm, không có gì. Đúng rồi. Mà lần học chung với nhau và có ấn tượng nhau nhất là năm lớp 6. Lớp 6 mà nó đã để ý Nhung rồi. Năm lớp 6 là bắt đầu con để ý một cô gái khác. Một cô gái khác. Hồi lúc bạn Nhung có để ý một chàng trai khác không? Đúng ra là con là tương tư ông này từ cái hồi lớp 6. Thật ra con yêu biết yêu từ lớp 2 rồi cô Dân. Con để ý cái bạn kia rồi, đối diện con. Con vẫn chưa thằng con rể cô. Con rể cô là 5 tuổi nó để ý con trai của con gái cô rồi. Và lúc đó là con thích cái hình ảnh của một cái người học giỏi, thư sinh. Đó thì con để ý cái ông này là từ cái hồi lớp 6 đến cái năm lớp 10 thì hai tụi con không học chung nhau nữa, chia nhau ra. Ổng thì học khối A, con học khối C. Đó thì cái một cái ngày đó thì ổng tới lớp khối C, ổng đứng ở trước cửa ổng đợi. Con tưởng là đợi con nhưng không phải, đợi bà kia. À tức là con nhận âm thầm cái bạn đó từ năm lớp 6 cho tới lớp 10 luôn. Không phải cô Dân nhiều lắm em, 1 2 3 4 mà Huệ rồi Kim rồi Sầu Riêng gì mà Hoa Lan gì tùm lum trơn á. Thì thôi con mới quyết định là mình mới tìm một cái hạnh phúc mới. Lớp 11. Thì con quen một cái bạn khác và cái bạn này cũng quen một cái bạn khác luôn. Tới khi mà năm 3 đại học luôn thì tụi con cũng bạch tính nhau, tụi con cũng không có liên lạc gì với nhau hết. Cho đến cái năm mà năm 3 đại học thì con nhận được một cuộc điện thoại. Lúc đó là con đang đi Đức Mẹ La Vang. Dạ. Thì anh này mới gọi điện tới hỏi Nhung hả, bà đang đi đâu vậy? Xong con bảo là tôi đang đi chơi. À, bà đi chơi bà mua quà cho tôi nha. Cái sao tự nhiên gọi vậy? Thì bởi vậy, em nhớ vậy. Tất cả là sự sắp xếp của anh. Vậy tại vì trước đó là Nhung tặng sinh nhật con một cái hũ kẹo. Là lúc em có tặng anh thích hàng mát lắm. Nghe là cái hũ kẹo mà trong đó sẽ có thêm những cái tờ giấy nhỏ nhỏ như này. Nó sẽ cuốn lại cho đó. Khi mà mình mở ra mình đọc thì mình biết. Ví dụ như chúc anh lành hạnh phúc hay là luôn luôn vui vẻ cười nha. Vì tôi nhưng thích ông con... cười lắm. Lúc đó xong thì hũ kẹo nó bị kín. Sau đó thì bắt đầu con mới phải rửa hũ kẹo đi. Sau đó một ngày cầm hũ kẹo lên thì mới nhớ. Thì mới bắt đầu mới gọi điện. Cái hũ kẹo đó là con tặng lúc nào? Thời điểm năm đó là cũng năm 2, năm 3 đại học thì con mới sực nhớ thấy ông này. Ủa nghĩa là lúc đó là con vẫn còn thương ông này hay sao? Dạ không, tức là khi mà hai đứa có một cái mối tình hồi năm cấp 3 rồi thì lên đại học là tự nhiên rã ra hết.
Lý do gì con tặng ổng một hũ kẹo mà nó rất là tình cảm ở trong đó. Nhật, đúng, đó sinh nhật, đúng, đó là sinh nhật. Dạ đúng là sinh nhật. Dạ. Nhiều khi là sếp mà tặng cho thằng kia, bây giờ mà giờ chưa tặng á. Chưa tay còn em ơi, bắt con này. Thì uổng quá, không lao mình, không lao mình sếp. Ách qua mày luôn. Thật ra là cô Vân nói vậy là cũng đúng, tức là con nghĩ là nó chỉ là một cái món quà tặng bạn bình thường. Ông cười đi, tôi rất thích khi ông cười, ví dụ vậy trùng tính tặng ai không được. Như vậy là khi tao làm sẵn rồi, cái tao chưa kịp tặng ai, tao tặng mày, mày về mày tương tư chứ bộ. Vậy là coi như là bỏ, là cứ nghĩ là bạn này vẫn còn thích mình. Dạ đúng rồi. Ủa vậy hả? Sau đó là mới gọi điện cho Nhung. Dạ đúng rồi. Và nói Nhung nhớ về tặng cho tôi một quà nghe. Tại đang đi du lịch mà, không có tặng không, không Nhung. Dạ có. Nay đã có nước giặt xả tròn 2 trong 1 mới. Lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Thật ra đó là món quà gì? Nghĩ trong bụng nói trời ơi ông nội này tự nhiên nói vậy giờ không để nó không. Ừ. Thôi mua đại cái gì đó. Thì lúc đó con đi Đức Mẹ La Vang thì nó bán rất là nhiều những cái bức tượng. Cái con ấy mua một cái bức tượng Đức Mẹ Maria Cẩm Thạch về thì phải tặng thôi. Hai đứa mới hẹn hò nhau. Mà thật sự là bây giờ em không nhớ luôn tại sao mình lại chọn cầu ánh sao luôn vậy. Tại vì cái cầu ánh sao đó là nó rất là nhiều cái cặp đôi đi vô đó. Lãng mạn. Dạ lãng mạn. Mà lúc vô thấy ta nắm tay rồi người ta ứ ừ quá trời luôn. Có tà ý sẵn trong đầu rồi. Phải không? Chuyện qua gì xảy ra? Cầu ánh sao thì có chuyện gì xảy ra? Dạ. Qua cầu ánh sao thì vẫn như những cặp đôi khác. Chúng con lon ton trung tăng thì mình á, ồ sao các cặp đôi khác nắm tay nhau vậy? À thôi mình cũng nắm như vậy nhé. Là bạn này nói hay con nói? Con nói. Rõ là bên này chủ động đúng không? Nhưng có nắm gì hay vậy? Nắm sao vậy? Nắm gì hay vậy? Nắm luôn chứ. Nắm gì hay nắm vậy luôn hả? Hai đứa mới tìm một gốc cây, ngồi xuống gốc cây, cái con này nè, tặng quà nè. Cái này, cái tượng này hay lắm nha, cái tượng này là nó phải phát sáng trong lúc tối, đêm tối, là ông trưng lên bàn thờ là nó sẽ dạ quang ra. Đẹp lắm, đẹp. Xong cái ông lấy cái áo khoác á, đụm đầu ông vô, cái ông la lên. Sáng gì đâu bà, sáng gì đâu, tôi thấy có sáng gì đâu. Trời, ông nội này sống sáng nổi tới đó thường cảm thạch mà phát sáng mà cũng phát sáng, cái con mới chui cái đầu ông vô. Cái tự nhiên ông không còn cái chắc, cái tự nhiên ông không còn cái chắc. Dính trời ơi. Cái kế hoạch của con sao, con nói cô nghe coi. Con đâu có kế hoạch gì đâu, con bị dụ mà. Ủa, con bị dụ là tại sao lúc đó con dụ lại, con chơi cú chót vậy? Con nghĩ là cái này nó xuất phát từ trong quá khứ nhiều hơn á. Con nghĩ là thật ra trong quá khứ là lý ra là con với Nhung đã yêu nhau từ năm lớp 8 rồi. Chứ không phải là mình phải đợi tới năm 12 hay là tới năm 3 đại học này nọ đâu. Lúc đó còn nhỏ quá mà, ý là bạn gái là phải đẹp. Đúng không? Bạn gái phải cao ráo, hot girl này nọ. Tại đợt đó mình trong trường mình cũng có số máu Nhung có một cái là rất là thấp. Thì chính vì cái đó thật ra lúc đó cũng rất là có cảm tình với Nhung á. Nhưng mà đợt đó con nghĩ là chính vì cái đó mình không quen. Ủa sao bữa sĩ diện tuổi học trò. Đúng rồi. Sau đó tới năm lớp 11 giả vờ họ hỏi ủa bà có bạn trai chưa? Nói chưa. Cái lúc đó mình cũng mừng mừng. Mình tưởng thiệt. Nhưng mà ai ngờ nó giống. Tại lúc đó là trong lúc đó là Nhung cũng đâu chờ mình hoài được. Lúc đó cũng quen một người khác rồi. Đúng ra là con đã có cảm giác đúng rồi, từ lúc đó rồi. Chờ cơ hội thôi đúng không? Ở đây mình phải nói vấn đề nếu như không có chủ đích mà săn cá đó hoặc là săn thỏ đó thì lý do gì mà kêu người ta không có chủ đích thì thành nhưng mà tại sao nghĩ là cái can đảm ở đâu ra mà con dám cưỡng hôn người ta ở trong cái áo choàng đó. Đó là tất cả mọi thứ trong quá khứ á, với lại những cái môi trường xung quanh nữa. Nhưng đi chơi thì cũng có make up này nọ kiểu đến bây giờ con vẫn tự tin là ổng bữa đó ổng gài con mặc dù là mình thích ổng trước thôi nhưng mà ổng đâu có đồng ý. Nhưng mà tới khi mình không có sẵn sàng nữa, mình bình thường hóa cái mối quan hệ thì ổng làm những cái việc như vậy. Ông chủ động với tôi, tôi có giá hơn mặc dù tôi đơn phương ông mấy năm rồi. Về hiện tượng là đúng đó. Như vậy thì hai bạn như là quen nhau, là có gặp nhau thường xuyên không? Tính ra là cái mối tình của tụi con là yêu xa nhau nhiều lắm. Xong khi mà ra trường thì Võ đi làm dầu khí ở Vũng Tàu, con thì ở Sài Gòn. Trưa công ty thứ bảy mới xong, cứ là 12 giờ cái bon một cái là bắt đầu là con chạy xe máy ra leo lên xe Hoa Mai đi cái bèo xuống dưới Vũng Tàu thăm ổng. Còn cái ngày nào mà ổng đi dạng khoan mà nguyên một tháng là cứ ổng đáp ổng vô bờ liền á, là bắt đầu là ổng mặc nguyên cái bộ đồ mà dầu khí, mà bộ đồ màu cam mà nó dính cái quần nguyên cái áo luôn đó. Dạ là mặc nguyên bộ đồ đó leo lên xe mai đi về tới đây Nguyễn Thái Bình con ra con đón. Là con mỗi lần con bước xuống con thấy xúc động lắm. Nhưng mà tụi con thời điểm như vậy là mất bao lâu? Yêu xa là khoảng 3 năm nhỉ? Dạ đúng rồi. Rồi tụi con yêu nhau được bao nhiêu năm thì cưới? Tụi con yêu được 4 năm. Bên nào là hối cưới?
Con hơi cưới. Để em kể lại khúc này một xíu nữa. Cái khúc mà cưới này nó mới hay nè. Trước đó đi làm dầu khí, công việc rất là tốt, thu nhập rất là ổn, tiền rất là nhiều. Mà đúng là lúc đó là tiền nhiều thì rủng rỉnh túi. Lúc đó rất nhiều người nói là Nhung quen Võ vì tiền. Rất nhiều lắm, nhiều lắm. Từ năm 2014 tới năm 2016 là tụi con yêu xa. Tới năm 2016 đùng một cái khủng hoảng dầu khí xảy ra. Thì lúc đó nó cắt giảm nhân sự và con bị sa thải. Tới cuối năm 2016 về lại Sài Gòn thì lúc đó chưa làm gì cả, mức lương từ 40 triệu rớt cái bạch xuống còn 4 triệu. Cái giai đoạn mà Nhung đòi cưới á, không phải là giai đoạn mà 40 triệu, đó là giai đoạn 4 triệu. Đấy, yêu thiệt mà chứ đâu phải cái chuyện người đời người ta nói gì kệ người ta đi. Dạ, đúng rồi. Con chỉ muốn thêm vào một chi tiết ấy là một người có thể gắn bó với mình lúc mình giàu cũng như lúc mà mình không giàu thì người đó chắc chắn sẽ đi với mình lâu dài. Bây giờ là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau được 4 năm. Dạ. Rồi có mấy bé rồi? Dạ có một bé 20 tháng. Một bé như vậy là về ở với nhau thì có bao nhiêu tật xấu nó lòi ra hết đúng không? Chờ em nói trước đó. Anh nói trước đi. Thôi anh nói trước mình còn em không nói được nữa. Em nói trước đi. Thật ra là ngày xưa thì con nghĩ bực dọc ổng nhiều thứ lắm. Tính con thì hay kiểu khó tính. Ông này thì được cái là ổng hay chọc, hay xàm xàm á. Nên là con cũng hơi bực bội mà. Một ngày cãi nhau cũng đau chắc 10 mấy lần á. Con thì rất là khó ngủ. Ổng thì ngáy. Ngáy dữ lắm cho nên nhiều khi ngáy vậy thì mình bực bội mà. Chồng có vô tâm không? Dạ, dạ có. Ví dụ như là hồi đợt con đi về với lại quê của anh Võ. Con đi đám cưới của con của một bác nào đó. Bạn gái mà mới về thì cũng được dòm ngó lắm. Con chào bác, con chào cô, con chào thím, con chào mợ, con chào ông, con chào bà. Chào hết đó. Dạ, chào hết đó. Dạ, nói chung là chào hết. Dạ, thì cái khâu chào đó nó tốn khoảng đâu đó khoảng gần tiếng đồng hồ cho cái tiệc đó. Thì lúc đó mình cũng hơi cồn cào nè. Tới lúc mà con định ăn thì con nhìn lên trên cái chén của con nó không có đũa. Thì ông mới quay ông hỏi em ăn đi em ăn đi. Cái con nói đũa đâu. Thì ông mới nói ủa vậy không có đũa hả? Ừ kiếm đũa em ăn. Dạ dạ mời con vô. Dạ chú thím là để vợ mình đi mình. Dạ lên. Một hồi thì con mới khát nước quá, con mới quay lại anh ơi cho em miếng nước đi. Thì mới nói ủa em không có nước hả? Đi kiếm nước em. Dạ đó là không có miếng nước luôn mà cũng không có cái gì luôn. Ý là con quên, con nghĩ có tay mà, có tay đúng không Vũ Thịnh, đâu phải là không có tay đâu. Mấy cái chuyện mà ví dụ mà như đội nó mạo hiểm hay là tặng hoa vợ ngày kỷ niệm hay là cái gì đó thì nói chung là nói với con là con quen rồi. Là không có xảy ra. Dạ dạ. Tất cả cô gái đều muốn ví dụ như lên xe đi anh sẽ cài nón bảo hiểm nha, hoặc là anh gỡ ra một cách rất là nhẹ nhàng, rất là tình cảm đúng không? Hay là chứ sao ai mà không muốn vậy? Phụ nữ là đi. Tại vì con biết không, có những ông chồng ngộ lắm, vô tâm tới cái mức như vậy nè. Nhưng mà không phải là vô tâm nữa mà chỉ là vô tâm với vợ thôi. Ví dụ như vô cái bàn tiệc vậy đó. Gấp cho hết mọi người. Gấp cho hết phụ nữ các thứ. Vợ mình quên cái có còn cái gì nữa không nè? Dạ. Yeah. Con nhớ rồi. Mới cãi nhau nãy luôn. Ông ấy thích quậy. Ví dụ như là con pha cái ly cà phê, mỗi lần con mở cái bình giữ nhiệt con lên là không còn miếng nào. Mà ý như rằng nha, nói nhiều là anh ơi anh đừng uống chung với em nữa. Hai đứa pha hai ly đi. Không thích uống chung con thích quậy á, cái mỗi lần con uống ủa hết rồi mà chưa hết được miếng nào luôn. Hai hớp ba hớp của ông tu một lần là coi như là như uống trà đá vậy đó. Đó là vô tâm hồi nãy thôi, nói tóm lại là Quốc chỉ có một cái là vô tâm thôi. Là mong muốn thay đổi là cái bớt vô tâm thôi đúng không thôi. Mong muốn thay đổi hiện tại con là anh đừng muốn chung nước với em nữa. Vấn đề là không phải là mình muốn chung mà làm biến pha. Là phải có người, nếu mà có người pha riêng cái là được làm biến vậy là đúng rồi. Rồi bây giờ tới con đó. Con nghĩ cái điểm mà xấu nhất cũng như là tốt nhất của Nhung đó là kiên định á. Ý là nếu mà nói về hướng tích cực là kiên định, còn nếu mà nói hướng tiêu cực là lì. Tới lúc nấu đồ ăn mình đói quá rồi, tới 12 giờ và mình có một cái tật xấu là cũng nếu mà có gì ăn anh thọng đại họng cũng được nữa. Không, em phải nấu cho nó thật là chuẩn chỉnh. Nấu tới 2 giờ chiều. Wow lắm. Nhưng mà nếu mà một lần thì mình có thể tha thứ đúng không? Nó kéo dài trong nửa năm. Bây giờ là con mong muốn con thay đổi gì? Nếu mà nói theo kiểu đạo đức giả là anh không cần em thay đổi gì cả. Anh yêu con người của em rồi. Nhưng mà nói kiểu đạo đức thật là ý là thật ra cho dù em thay đổi cỡ nào cũng sẽ có cái không hài lòng thôi. Vậy con nói với Nhung ấy là thay đổi cũng được thôi. Nhưng mà mình sẽ cảm thấy xa lạ. Và mình cảm thấy cái người đó mà phải người mình yêu không? Vậy thôi mình đi yêu một cái cô nào đó.
chứ cần gì phải yêu cô này. Nói chung là nghe các bạn chia sẻ những cái câu chuyện, cho dù là những cái câu chuyện về quá khứ các bạn yêu nhau như thế nào, và ai là người coi như cưa, ai là người chủ động trong tình yêu, hay là đến cái chuyện mà các bạn hiểu nhau trong cái cuộc sống hôn nhân của các bạn, thì thật ra nghe cả chuyện khui tật xấu các bạn khui cổng ra đó mà là đủ thấy được là trong cái đời sống hôn nhân các bạn gần như là các bạn đã rất là hạnh phúc rồi. Thực ra là đối với tụi con á, cô tin cái điều mà Võ có nói hồi nãy là với một cái người mà họ đồng cam cộng khổ với mình từ lúc mà mình có nhiều tiền cho đến lúc mà mình hết tiền cô tin chắc là tụi con sẽ có thể nắm tay nhau đi một con đường rất là dài. Thì mong là tụi con sẽ là như thế. Xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Đùn một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa, mình đang trẻ tự nhiên giờ dài rồi sao? Thôi cho anh đi Đà Lạt quá. Anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về. Đi để suy nghĩ đó dạ, con. Dạ. Cái con nghĩ, trời ơi, con tức quá. Rồi con vô cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác, giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ, thôi con về đi, để bác tính. Xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp đôi đầu tiên. Xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào cô Hồng Vân và chú Thuận. Rồi chào cả một khán giả. Em tên là Hàn Thanh Tú. Đây là vợ con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay là con 30 rồi. 30? Dạ. Tú công việc gì? Dạ, con làm cho gia đình, làm việc cho gia đình. Làm về tái chế giấy ạ. Ồ, vậy hả? Rồi mời. Dạ, con chào cô Hồng Vân và chú Thuận và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Con tên là Nguyễn Trinh. Năm nay con 25 tuổi. Công việc của con hiện tại cũng kinh doanh với gia đình. Bên sản xuất quần áo. À, vậy đó hả? Sản xuất quần áo là gia đình con đúng không? Dạ. Trời ơi, coi như tái chế giấy là gia đình của Tú đúng không? Ồ, trước khi mình vào những câu chuyện đúng của cặp đôi này, chúng ta lại gặp nhau trong một cái không khí đầu năm. Ở mùng 6 Tết vẫn là còn Tết. Bây giờ hai đứa con đã đến với gia đình Vợ Chồng Son rồi đúng không? Giống như là cái phong tục tập quán của đất nước mình á, từ đó giờ á, là con nít này chúc Tết người lớn xong cái được lì xì. Đó, ở nhà mình đấy. Thường từ nhỏ lớn mình nhận tiền lì xì xong làm y vậy cái nè. Đứa nào đứng lên trước. Dạ con, vậy con. Năm mới con chúc cô Hồng Vân cái đầu tiên là sức khỏe, cái là sống luôn vui vẻ và công việc luôn suôn sẻ. Cô Hồng Vân chúc Tú gia đình thật là hạnh phúc nè, tụi con sẽ sống với nhau răng long đầu bạc nè, công việc của con thì suôn sẻ, tiền vô như nước, lì xì. Dạ. Rồi bây giờ tới Trinh. Rồi tới con đó. Dạ. Năm mới con chúc chú Quốc Thuận dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và lúc nào cũng đẹp trai. Trời ơi, thiệt vời. Chú đẹp trai là chú cực kỳ thích luôn. Chú chúc cho con gặp được nhiều may mắn, giữ mãi cái nét thanh xuân như thế này, luôn là người vợ, người mẹ tuyệt vời trong gia đình nhỏ. Đây, lì xì. Chứ nữa cái công việc mà công việc về quần áo của con là phát đạt nghe không? Đó. Và bây giờ chúng ta quay trở lại với chương trình Vợ Chồng Son. Cái thời gian đầu tiên mà các con gặp nhau đó, nó như thế nào? Cơ duyên gặp nhau ra sao và ấn tượng về nhau như thế nào? Kể cho chú nghe đi. Cái thời điểm đó là tầm 22-23 Tết năm 2020. Thì lúc đó con có chơi một cái mạng xã hội Tinder để tìm kiếm bạn bè thôi. Thì vô tình thì con có thấy anh Tú trên đó. Nói chung là con cũng có một chút thiện cảm. Thì con mới match anh Tú. Thì vô tình anh Tú cũng đã match con từ trước rồi. Thì lúc thì anh nhắn tin làm quen con. Con thích cái thiện cảm gì ở khuôn mặt của Tú? Dạ thật ra cái lúc đó trên đó hình ảnh anh Tú là không có tấm nào thấy mặt hết á. Thấy cái gì? Có nghĩa là... Dạ chỉ có cái bóng lưng với lại nói chung là không có rõ mặt. Người đàn ông bí ẩn đó. Tú cũng me dạ. Nhiều rồi phải không? Con thì trên đó con đợi ảnh thì rất ít là con đưa cái mặt ra. Con thích chụp kiểu giống như là mình che mặt hoặc là mình kiểu mình chụp dáng của mình là nhiều. Bí ẩn đó, bí ẩn. Con thấy Trinh thì thật ra là con biết Trinh từ chắc
2 năm trước. Trinh là một người bạn của bạn con. À. Dạ. Thì biết thôi chứ hai đứa chưa bao giờ nói chuyện hết. Bạn dạ. Nhưng mà là bạn bình thường hay là bạn gái? Bạn của một người của bạn con trai nữa chứ không phải con gái. Dạ. Ừ. Lúc đó là cũng biết là Trinh cũng đã có người yêu rồi cách 2 năm trước. Bây giờ thấy trên đây thì không biết như thế nào thì mình mới thử coi, tại vì mình cũng thích nên là mình cứ tiến tới thôi. Vừa quẹt xong thì nằm một chút thì tin nhắn báo tới là bạn đã cũng được có người quẹt lại. Ừ. Dạ. Nay đã có nước giặt giả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Con cũng vô cũng nói chuyện luôn. Thời gian đó cũng gần Tết thì Trinh cũng bận phụ gia đình may mặc, vào cuối năm thì đi thu công nợ này kia. Con nhắn tin thì Trinh cũng ít trả lời lắm. Cái gì gần Tết thì mình rảnh thì mình cũng muốn gặp mặt để mình đi ăn uống cuối năm thôi. Dạ. Ủa nhưng vậy thì là gặp nhau trước Tết hay là sau Tết? Dạ trước Tết. Và dạ. Cái lần đầu tiên gặp nhau Trinh được thấy coi như là thấy full dạ. Cái gương mặt của chàng trai này đó, thì lúc đó thì em thấy sao? Hôm đó là anh cứ đòi qua đón, nhưng mà tính con á là con thích tự đi, con không thích người lạ biết nhà con, cho nên là con nói thôi, con từ chối, con nói là để anh tự đi mà anh cứ đòi qua hoài à. Nhưng mà con nhất quyết là con tự đi. Gặp, nói chung là con không ấn tượng gì nhiều hết. Tại sao? Tại vì thật ra anh Tú không phải là gu của con. Gu của con là gì nói? Muốn nghe coi. Gu của con là mấy anh kiểu lực lượng khỏe mạnh mà ngầu ngầu á vậy à. Đó, bụi bặm á. Lúc đó anh Tú trắng bóc mà, người cũng nhỏ nhỏ, hơi ốm ốm nữa, mà dịu dàng, chu đáo á. Đó là cái ấn tượng đầu của con thôi. Còn dạ. Tú thì sao con? Hẹn gặp nhau là trong cái nhà hàng đó là cũng hơi tối. Trinh mặc nguyên một bộ đồ màu đen nữa nên là con thấy thì tối chung thôi. Là dạ, tối thui luôn. Chung là con gì thấy mặt Trinh lúc đó cũng kiểu mệt hay sao mà lúc mà tới là lúc sau con hỏi thì mới biết là lúc đó đang rất là đói bụng. Mà đường đông, đường Tết nữa. Của con gặp nhau hôm đó là 28 Tết. Ừ. Thì gặp nhau ở trên một cái nhà hàng trên đường như Mạc Thị Bưởi. Ừ. Lúc đó là đang đông lắm, ở đó người ta đang bày ra quầy sập Tết nữa. Vừa đói vừa mệt mà vừa kiểu mà phải đi bộ này kia đông người nên là Trinh rất là mệt. Nên là mặt hơi bị hơi quạo. À là mặt Trinh hơi bực rồi. Hơi khó chịu nữa. Lúc đó là con thấy con cũng kiểu con sợ. Tại vì sao mới gặp nhau mà mặt quạo quá. À. Rồi sau cái bữa đó sao? Các bạn có liên tục gặp nhau nữa không? Cái lúc mà ăn xong á là hai đứa có đi thêm một quán rượu ngồi nói chuyện nữa. Nói chung là hai đứa hợp cái khoảng nói chuyện, nói rất là nhiều vấn đề, đề tài. Cái dòng yêu nhau ngộ lắm em, dạ. Nói hoài nói thường. Sáng thì tới khuya cũng nói được mà giờ cuối cùng không động lại cái gì hết. Tới tối thì ảnh đưa con về. Ảnh đưa con về xong, ảnh mở cốp xe ảnh tặng cho con một cái chậu mai nhỏ. Wow. Dạ, mai thiệt á hả? Dạ, mai thiệt. Hay là mai giả? Mai thiệt. Vậy mà để trong cốp xe mà. Dạ, mà tại vì ảnh muốn qua đón con là để đưa cây mai để vô nhà rồi mới đi. Nhưng mà con không chịu. Mà ảnh thì không nói có cây mai. Thì lúc đưa về là hên là cái mai nó không có rụng. Sau đó hơn nửa tháng là tụi con quen nhau. Thì nhà con cũng có mấy chuyến du lịch ngắn á. Thì anh Tú bất đắc dĩ là thành tài xế luôn. Thì sẵn anh Tú đem đồ lên là để ngủ lại qua đêm rồi sáng mai chở cả nhà đi vậy đó. Rồi ở luôn. Ở luôn. Ở luôn. Ở đâu từ hơn nửa tháng á. Thì cái phòng khách đó mẹ con sửa lại thành cái phòng ngủ luôn. Ủa kinh quá. Tú ngủ ở cái phòng khách ngủ đó. Dạ. Được. Thời gian bao lâu thì là hai đứa sẽ từ trên lầu đi xuống phòng khách hoặc từ phòng khách đi ngược lên lầu? Tầm 3 tháng. Dạ, lâu ạ. Dạ. À? Dạ, lâu quá vậy. Đó. Lý do gì mà cưới sớm vậy? Bác sĩ kêu cưới. Bác sĩ kêu cưới. Chứ sao? Dạ, chưa, tôi đã không nghi rồi. Không cần nói, tôi cũng đã biết rồi. Nghi rồi, nghi rồi. Dạ. Nhưng mà là sau khi mà biết con có em dạ. Bé rồi đó, chắc gia đình chắc cũng vui đúng không? Con thì con lại sợ. Tại vì con với anh Tú tính là quen nhau tầm 1 năm mới cưới. Mà trước khi gặp anh Tú là quan điểm của con là 30 tuổi con mới lấy chồng, đùng một cái có bầu. Trời, con muốn xỉu luôn. Sốc lắm. Ủa mình đang trẻ tự nhiên giờ dày rồi sao? Rồi không biết ba mẹ sao. Tới cái lúc mà con nói chuyện với ba mẹ, con nói với ai trước? Em gái con trước. Con rủ em gái con xuống nói với mẹ. Hai chị em cứ mẹ rồi cứ cười rồi đâu dám nói đâu. Mẹ cứ chuyện gì nói đi. Thì nói ra mẹ con cười ơi là cười. Mẹ đoán trước rồi. Mà con với em gái con có đứng sợ. Không biết mẹ cười xong rồi sao nữa. Mẹ cứ cười hoài à. Xong rồi ba về, mẹ cũng cười, mẹ nói với ba cái. Ba cũng nhìn con kiểu cũng bình thường. Thế sao ba kêu, ừ có bầu rồi. Giờ thôi chứ sao giờ. Giờ thôi chứ sao giờ. Bây giờ mẹ hỏi cái cảm giác của Tú nè. Lúc mà Tú nghe tin Trinh có bầu thì cái cảm giác lúc đó còn sao? Dạ lúc đó con cũng rất là sợ. Thật ra con cũng chưa có sẵn sàng để mình lên trước như vậy. Lúc đó con nghe tin xong thì con nói chuyện trên xong con đi về nhà con luôn. Để con kiểu con nằm con xin
nghĩ coi mình sẽ giải quyết như thế nào. Trinh thì cũng kiểu cũng sợ, cũng gọi với con Hoài. Thật sự là lúc đó là con sự nghiệp thì mình đi làm gia đình thì cũng ổn định. Thật ra lúc đó con còn ham chơi, con biết có con là mình phải có trách nhiệm rất là nặng, chăm lo cho con mình và dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Mà con thì kiểu con muốn đi đây đi đó, con tắt điện thoại luôn để con ngồi con suy nghĩ. Con không biết sẽ nói chuyện với bố mẹ con nữa, tại vì gọi liên lạc với con không được. Trinh đi thẳng xuống nhà bố mẹ con để nói chuyện với bố mẹ con luôn. Ngày hôm sau thì con mở điện thoại lên thì bố mẹ gọi nhỡ nhiều quá. Thì mới gọi lại cho bố mẹ, không biết có chuyện gì bố mẹ mới kêu vô nhà. Bố mẹ không nói gì hết, cũng kêu con vô ăn cơm bình thường. Hồi sau mới hỏi con có chuyện gì không, nói cho bố nghe đi. Lỡ là nói cho bố biết. Nói xong thì bố nói thôi cũng có tuổi rồi. Nhỏ mới có 30 tuổi. Ông già nói tôi đã có tuổi rồi. Dạ, như là bố con cũng rất là muốn con cưới có gia đình ổn định. Tại vì con trong nhà con thì con là út. Thôi tính ngày chuyện cưới đi, sắp xếp ngày để bố mẹ qua nói chuyện với ba mẹ của Trinh nữa. Bố mẹ có nói là hôm qua Trinh nó qua nhà không? Dạ có, tại vì con cũng nghi rồi, con cũng chạy vô. Cái con rất là hiểu tính bố mẹ con, không giờ mà kiểu tự nhiên mà kêu con vô ăn cơm vậy đó. Nhưng mà Trinh, cái lúc mà con qua nhà bố mẹ của bạn con á, con như thế nào? Anh Tú nghe con có bầu một cái, chở con đi khám, rồi có kết quả chắc chắn rồi. Thôi kêu thôi để anh về nói chuyện với ba mẹ anh này kia. Nhưng mà dọn đồ từ nhà con đi về luôn, kêu là anh ở đây anh không dám, không biết nói chuyện ba mẹ em sao. Thôi em nói chuyện ba mẹ đi, để anh về nói chuyện ba mẹ anh. Thì về tắt máy. Không, ổng kiểu không có muốn ai liên hệ tới mình á. Xong rồi nói với con, thôi cho anh đi Đà Lạt quá, anh đi Lạt 5-6 ngày á. Anh về đi để suy nghĩ đó. Dạ, con dạ. Cái con nghĩ trời ơi tức quá, cái tính con cái gì là cái đó ra rõ ràng. Đừng có mập mờ hay đừng có cấm đèn e đó. Dạ dạ. Con tức lắm, con lái xe thẳng xuống. Trước khi đó là con điện thoại, con nói con có chuyện muốn thưa với bác. Thì bố chồng con kêu à, có gì thôi con nói chuyện qua điện thoại đi. Thì con mới nói là dạ thôi để con xuống gặp bác luôn. Ừ con xuống đi. Là con đi từ Gò Vấp chạy xuống Bình Dương, nửa tiếng hồi là con có mặt. Rồi con vô cùng con cũng nói chuyện, nói dạ bác giờ con có bầu vậy vậy đó. Bố chồng con ngồi suy nghĩ, bố chồng con điềm tĩnh đó. Ừ thôi con về đi để bác tính. Là con về, con về nhà được đâu tầm hơn tiếng cái là anh Tú gọi cho con nói ủa Trinh em xuống gặp ba mẹ anh hả? Vậy là ngon lành quá rồi. Cưới xong về đó thì có những cái tật xấu gì. Rồi bây giờ bạn nào nói trước đây? Dạ thì lúc cưới nhau về thì lúc đó là con đã có bầu đâu hơn 3 tháng rồi. Cái thời gian con có bầu á thì vẫn là ở nhà con, ở cái phòng khách đó đó. Khi mà gần sinh con mới về Thủ Đức là vợ chồng con ở chung cư riêng. Tại vì thời gian tìm hiểu nhau là quá ngắn, về ở nhau chưa hiểu nhau được hết thì lại có con. Thì nó có rất là nhiều cái vấn đề không thể giải quyết được. Ví dụ chồng con á chỉ có cái tật là mê game. Trời ơi mê kinh khủng luôn. Nhiều khi con nghĩ mê hơn vợ hơn con luôn. Con là cái tiếp người là nhạy cảm mà gặp con mới sinh nữa. Giống như chồng con đang chơi game mà con ví dụ con mệt con đang ngủ mà con khóc, chồng con kêu con dậy dỗ. Dở trận là thua. Tức quá. Quen con là ngày chơi có 1 tiếng 2 tiếng à. Kìm lắm. Giấu sau giờ mới lòi ra. Giờ xả vàng rồi. Yes. Rồi gì nữa nè? Chỉ có mê game thôi à. Là không có thật xấu gì luôn. Có ghen không? Dạ. Có bừa bộn không? Không có, dạ không. Không chăm con rồi. Dạ chăm luôn. Ảnh chăm nhiều hơn con. Không nhậu nhẹt, không cà phê bạn bè gì hết luôn. Ở nhà không vậy ở đó? Ở nhà vợ con chỉ có mê game thôi. Có là Tú hoàn thiện vậy luôn á hả con? Chỉ có một cái tật xấu rồi. Hai vợ chồng con á, đa số thời gian ở nhà với nhau nhiều. Cho nên là hầu như là hai đứa không có gì để nói với nhau á. Con với chồng con ít giao tiếp với nhau nhiều á. Con chỉ muốn là chồng con nói chuyện con nhiều hơn thôi. Ủa có nghĩa là công việc của con cũng bận, công việc chồng con cũng bận. Thành ra là hai đứa ít có thời gian riêng cho nhau. Dạ không, thời gian hai vợ chồng chăm con xong thì buổi tối là chồng con chơi game, con coi tivi. Không nói chuyện với vợ, bạn bè thì không có. Vậy thì con nói chuyện với ai? Trên game. Con nói chuyện với bạn coi trong game. Thật ra Trinh nói vậy cũng không phải là đúng, là con cũng có nói chuyện với Trinh. Bé nó còn nhỏ thì nó hay kiểu giật mình giữa đêm. Con muốn cho Trinh ngủ xuyên giấc thì con ngủ với con. Sáng ngủ dậy là con bắt đầu con thay tạ, con cho bú buổi sáng. Xong rồi con mới đi làm. Con về thì con dọn dẹp nhà cửa, rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Chưa kể tật xấu mà sao tôi thấy lòi ra nhiều quá vậy. Khi mà xong việc hết rồi con cho con bú cự tối. Xong con đi ngủ. Lúc đó con thấy thoải mái rồi xong con mới ra con ngồi con chơi game. Trong quá trình chăm con này kia thì hai vợ chồng cũng có tiếp xúc với nhau, nói chuyện rất là nhiều. Trinh ở nhà thì đôi lúc là Trinh không có gì để nói với con. Thì con thấy chắc
Trinh không có gì muốn nói thì con nghĩ ừ vậy chắc không sao, thì con ngồi con chơi game thì Trinh ngồi cạnh con, Trinh coi tivi. Cô cảm nhận con là người hoạt bát chứ con không phải là người ít nói. Dạ. Chỉ có cái vấn đề ở đây là con nghĩ rằng là con với Trinh không có một cái chung để mà thảo luận sôi nổi, thậm chí là tranh cãi với nhau, đúng không? Dạ. Cho nên rằng hai đứa tụi con cứ bình yên, gọi là giống như mặt hồ phẳng lặng vậy đó. Nhưng mà cái đó đó lại là cái mà gọi là giống như sóng ngầm ở dưới. Nãy giờ cô Trinh nè, tôi nghe chú ấy kể cái công việc của chú ấy từ sáng tới tối là tôi thấy lòi ra nhiều đó. Có đến chỗ này cử tối là con cho bú, xong rồi ảnh cho con ngủ. Thì em bé của con á, là con luyện easy từ bé, từ lúc 2 tháng là con sẽ cho ngủ một mình, ngủ riêng một phòng. Nhưng mà chồng con thì xót con, tối lại vô ngủ với con. Thật xấu của Trinh là sao nè? Dạ Trinh thì bị một cái là hơi bày, kiểu bừa bộn. Trinh làm cái gì cũng kiểu bày rất là nhiều. Đa số là chỉ nói buổi trưa thôi. Buổi chiều thì bình thường cuối tuần là hai vợ chồng đi ăn ở ngoài. Buổi trưa thôi mà con thấy chắc Trinh bày chắc cũng phải 5-6 cái tô rồi, 3-4 cái chảo đầy ra rồi, chén bát tùm lum rồi. Bình sữa của con thì con cũng rửa. Một ngày con rửa chén chắc cũng phải, con dùng là chiếm chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ con mới rửa xong cái đống chén đó. Dạ. Bừa bộn, cái gì rồi nữa? Chỉ có cái bừa bộn là thấy rồi, con thấy là nên vợ con nên sửa thôi. Qua cái bếp mà cô thấy cái bếp nó bừa là cô ăn hết ngon luôn. Rồi bây giờ giống như Trinh, bây giờ là Trinh mong muốn chú thay đổi điều gì? Thì con cũng mong chồng con nói chuyện con nhiều hơn. Nói chuyện đó. Nhiều hơn. Con chỉ mong Trinh là đừng có hay cáu gắt những chuyện nhỏ nhặt, tại những chuyện đó là những chuyện nó rất là không đáng để hai vợ chồng cãi nhau. Hy vọng là các bạn sẽ có được những cái cải thiện và giúp cho cái cuộc sống nó ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn hảo hơn nhé. Rồi cảm ơn Tú và cảm ơn Trinh. Chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn cô chú.